Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục lên sóng cho các bác về con bàn mixer Yamaha model là Mark 99 USB. Rất là hay các bác nha. Đây em thử luôn ở trên mic Beyer 790, giá là 2.500.000. Mixer giá chưa đến 1 triệu các bác nha. Chưa đến 1 triệu các bác đã sở hữu một con bàn mixer rất là nhiều tính năng. Bây giờ thì em sẽ thử hát. Và con bàn này thì em đang test cho anh Giai ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Hay lắm. Đây, cắm lại nhạc ở trên máy tính ấy. Rất hay luôn. Tiếp 6-7. Đây, mic ở cắm lại này nhá. Chỉ là anh muốn ôm chặt em lúc này, giữ chặt em lúc này, không buông tay. Để cho anh không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm lối cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu em quá đậm sâu, để giờ đây lặng mang ngủ sâu. Rất là hay có nhá. Mình có thể vặn to nhỏ effect ở đây này. Đấy, ví dụ như cái này vặn effect về 0 này. Hello, 6-7. Đấy, nên mic khô các bác nhá. Đây mic khô này. Đấy. Cho effect đây này. Anh em có thể hát live stream, hát trực tiếp như thế này cũng đều được hết nhá. Rất là hay. Hi hi, 6. Đấy. Effect rất là mượt luôn. Hi hi. Đó. Đây này em quay bằng điện thoại nó có hạn chế thì rất là nhiều các bác nhá. Nếu nghe trực tiếp còn hay hơn rất là nhiều. Với mức giá chỉ có 890.000 thôi các bác nhá. 980.000 các bác nhá. 980.000 các bác đã sở hữu được con bàn mixer. Đấy, mới tinh full hộp. Hàng này em mua thanh lý của hải quan nên có cái mức giá thanh lý nó rất là rẻ. Đấy. Bình thường các bác mua những con bàn như này thì nó phải trên tầm 2 triệu nhá. Trên tầm 2 triệu. Đó. Và Minh Vũ bán thì chưa đến 1 triệu. Chỉ còn mấy con nữa thôi. Anh em là có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ. Rồi, xin chào tất cả các bác nha.